Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV với chuyên mục ARK vs Thực Tế. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ không bị dài cổ vì phải trở lại video mới của chúng tôi. Nói thật với các bạn là dù Dynoman là một người không trực tiếp chơi ARK, chỉ tham khảo ARK qua hệ máy YouTube để làm nội dung, thì Dynoman vẫn vô cùng choáng ngợp trước kho tàng sinh vật đồ sộ của tựa game này. Tính đến hôm nay thì chuyên mục đã ra đến phần thứ 19 rồi, và có cảm tưởng như Dynoman chỉ mới đề cập được 1% số sinh vật trong ARK vậy. Nhưng một bạn có bình luận vui là làm nội dung này thì có làm đến năm sau cũng không hết. Có khi đúng là như vậy thật. Nhưng mà đã làm thì phải làm cho tới cùng, cũng là để đáp lại sự yêu thích của các bạn dành cho chuyên mục này trong suốt thời gian qua. Ngày hôm nay, mời các bạn yêu thích khủng long cũng như các game thủ ARK hãy cùng Mê Khủng Long TV tìm hiểu về các Notorious, một trong những con khủng long mà Dynoman rất yêu thích, để xem các Notorious trong thực tế và trong game ARK giống hoặc khác nhau ở điểm gì nha. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Trước tiên, chúng ta hãy cùng xem hồ sơ ARK viết gì về các Notorious. Trong hồ sơ ARK có ghi, các Notorious trong game có danh pháp đầy đủ là các Notorious Pressar, niên đại phân trắng muộn, ăn thịt và rất hung hăng. Trong môi trường hoang dã, các Notorious là một sinh vật khác biệt nằm giữa các loài săn mồi cỡ lớn và tầm trung. Nó sống chủ yếu ở những nơi bằng phẳng, trống trải, nơi nó có thể phát huy tốc độ của mình. Nó cũng chẳng mảy may băn khoăn về việc chạy trốn những kẻ săn mồi to lớn hơn thay vì chiến đấu. Cặp sừng của các Notorious dùng để chiến đấu nhiều hơn là để đi săn. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là cặp sừng này không nguy hiểm. Chúng hoàn toàn có thể giúp các Notorious moi ruột kẻ thù. Các Notorious là một phiên bản nhỏ gọn hơn của những con khủng long săn mồi cỡ lớn. Nếu Rex là sư tử thì các Notorious là báo săn. Sự nguy hiểm của các Notorious nằm ở chỗ bạn không thể chạy thoát khỏi nó một khi nó nhìn thấy bạn. Một khi đã được thuần hóa thì các Notorious có thể giữ một vai trò hết sức chuyên biệt. Nó to hơn nhưng nhanh gần bằng Raptor, nhỏ hơn nhưng nhanh hơn nhiều so với T-Rex. Nếu không phải vì nó mất thời gian hồi sức cực lâu sau mỗi lần tăng tốc thì các Notorious sẽ nằm trong số những vật cưỡi có năng lực cân bằng nhất. Nghe giới thiệu thì có vẻ khá ổn đấy, và có thể thấy nhà làm game khá nhấn mạnh yếu tố tốc độ của các Notorious. Con khủng long này khi nhấn ga có thể đạt chỉ số vận tốc là 1291.5, và theo một nguồn kênh YouTube và Dynoman tham khảo thì tương đương hơn 15m một giây hay tương đương hơn 54km một giờ, một tốc độ khá ấn tượng. Điều này đồng nghĩa với việc nếu một con Cacno xông ầm ầm về phía bạn, khả năng bạn có thể chạy thoát khỏi nó sẽ rất thấp. Hoặc nếu bạn muốn thuần hóa một con Cacno thì điều nên làm là giữ khoảng cách an toàn và sử dụng vũ khí tầm xa. Một con Cacno hoang dã cũng rất hung hăng với phạm vi hoạt động rất rộng và chúng sẽ tấn công bất cứ thứ gì trong tầm mắt. Một lời khuyên hữu ích cho bạn là nếu đang bị một con Cacno nhắm đến, hãy dẫn nó tới con khủng long gần nhất vì có vẻ nó ưu tiên tấn công khủng long hơn là con người. Kỹ năng của Cacnotaurus không phong phú cho lắm, chúng có thể cắn bạn gây sát thương và dùng sừng trên đầu để húc. Hãy lưu ý vì những cú húc này có thể gây hiệu ứng chảy máu. Một điều nữa là nếu bạn chơi ở map tuyết, hãy cẩn thận với những con U-Tyrannus vì lúc Cacno có xu hướng đi theo U-Tyrannus và được búp theo sức mạnh như thể con U-Tyrannus chính là con đầu đàn của lũ Cacnotaurus. Ngoại hình của Cacnotaurus trong game có thể khiến bạn liên tưởng đến một con T-Rex size nhỏ hơn nhưng vẫn có những đặc điểm khác biệt. Cacnotaurus có hộp sọ ngắn hơn của T-Rex nhưng được gắn thêm hai cái sừng trông khá giống sừng của bò tót nếu bạn nhìn từ hai bên. Tuy nhiên, nếu nhìn từ chính diện thì bạn sẽ trông nó giống như đầu con ốc sên hơn. Tay của T-Rex đã ngắn thì tay của Cacno còn ngắn hơn và chúng cũng không giơ ra về phía trước như của T-Rex hay những con khủng long T-Robot khác mà thường khép sát vào thân. Điều này khiến cho một số game thủ lầm tưởng rằng chúng thậm chí còn không có tay. T-Rex ít nhất cũng có thể tự hào rằng đôi tay của chúng còn giống tay bình thường hơn là Cacnotaurus. Dù có tốc độ khá tốt nhưng Cacnotaurus bị nhiều game thủ đánh giá là một con khủng long khá thường ở trong game và chỉ nên thuần hóa ở đầu game khi bạn chưa thể thuần hóa những con khủng long mạnh hơn. Dù sao đi nữa thì sự hiện diện của Cacnotaurus cũng góp phần làm đa dạng sự lựa chọn của game thủ. Và nếu bạn là một người yêu thích Cacnotaurus, biết cách phát huy năng lực của nó thì nó vẫn có thể đáp ứng được những vai trò mà bạn cần ở trong game. Đó là một vài thông tin nông cạn về Cacno trong game. Bây giờ chúng ta hãy đến với phần quan trọng nhất, Cacno trong game so với thực tế có gì giống và khác nhau. Như đã nói, nhà làm game nhấn mạnh yếu tố tốc độ của Cacno trong game và đây hoàn toàn không phải là một yếu tố giả tưởng. Một số nghiên cứu trong thực tế đã chỉ ra rằng Cacnotaurus là một trong những con khủng long săn mồi cỡ trung có khả năng chạy tốt nhất. Xương đùi của nó có thể chịu được moment uốn rất cao khi chạy và nó có thể đạt vận tốc từ 48 cho đến 56 km/h, khá tương đương với con số quy đổi trong game là 54 km/h.
Ngoại hình của các Notorious trong game cũng khá sát với những gì chúng ta biết về con khủng long này, với cặp sừng ở trên đầu, khuôn mặt ngắn đặc trưng của những con khủng long thuộc họ Abelisauridae và đôi tay nhỏ xíu trông chẳng khác nào một cơ quan vết tích còn sót lại của quá trình tiến hóa. Đôi tay này dường như vô dụng cả trong game lẫn thực tế, dù một số giả thuyết cho rằng cơ tay của các Notorious vẫn đảm đương được một số chức năng chuyển động nhất định, thậm chí là nó có thể dùng tay để tạo ra một điệu múa hấp dẫn trong mùa tim bạn tình. Một điểm có thể nói là hơi cấn thôi về tạo hình của các Notorious trong game là phần vảy trên cơ thể, trông chúng có vẻ khá to và thô. Trong thực tế thì các nhà cổ sinh vật học đã tìm ra hóa thạch da của các Notorious. Vảy trên da khá nhỏ, có đường kính chỉ khoảng 5mm, ngoài ra còn có dấu vết của những chi tiết trang trí khác nằm dọc theo thân của con khủng long. Cặp sừng trong game của các Notorious được dùng để tấn công mọi thứ, tuy nhiên các nhà khoa học cho rằng trong thực tế, chúng có lẽ chỉ được sử dụng cho những nghi thức phân định sức mạnh giữa các cá thể cùng loài, có thể như một cách để chứng minh sức mạnh trong mùa tìm bản tình chẳng hạn. Về mặt kích thước thì các Notorious trong game to hơn khá nhiều so với kích thước thực tế của bộ xương các Notorious duy nhất được tìm thấy cho đến nay. Bộ xương các Notorious mà chúng ta có trong tay thuộc về một cá thể có chiều dài từ 7,5m cho đến 8m, trong game thì dài đến 11,4m. Dù vậy thì ở trong game hay ngoài đời, các nô chỉ được xếp vào nhóm khủng long cỡ trung và rõ ràng, kích thước không phải là lợi thế của chúng nữa so với những con khủng long săn mồi khác. Vừa rồi là một vài thông tin thú vị về các Notorious trong game ARK và những so sánh với thông tin về các Notorious trong thực tế. Hy vọng rằng các game thủ ARK sẽ có những giây phút chơi game vui vẻ cùng những con khủng long trong game nói chung và các Notorious nói riêng. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký, cũng như theo dõi để cập nhật các video mới trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.